Chào mọi người. Thì hôm nay thì chị em mình sẽ làm món bánh xèo. Bây giờ thì em Bin đang cắt rau dấp cá, mình cắt sát gốc luôn á em Bin. Để nó mọc lại cây mới á. Cắt rau dấp cá rồi đặng mình gói với bánh xèo nha mọi người. Đây kế bên này có cây bạc hà nè, cây bạc hà này để nấu canh chua đó. Đằng kia có cây sả nè, rồi có bụi hành nữa đó. Cái này là trồng nhà hết nha mọi người, của nhà luôn, không cần đi mua. Rồi bây giờ tiến hành pha bột để có bột bánh xèo. Sử dụng bột gì vậy bạn? Bột bánh xèo Hương Sơn. Đâu? Chưa thấy được cái hiệu. Ồ, 18.000 một bịch. Nhiều khi có chỗ bán rẻ hơn. Rồi bỏ vô bếp bếp nè sư vô. Rồi mình sẽ bỏ thêm 2 bịch chân giòn vô nữa. Hồi nãy mình đổ 1-2 bịch rồi đó phải không? 2 bịch, 1 bịch bánh xèo là 1 bịch chân giòn. Đốt vô, bỏ vô cái lò đốt. Bỏ vô đây đi. Rồi mình đổ nước gì vô? Đổ nước cốt dừa vô. Nãy mình vắt rồi ha. Nước cốt dừa khỏi cần vắt nước, nhất nước nhẹ, vắt một nước thôi. Bỏ vô đốt vô rồi. Bây giờ thêm một bịch sữa tươi. Ủa, để sữa tươi chi? Sữa đậu nành. Người ta nói mình có theo là mình mua sữa đậu nành mà người ta nấu á. Còn mình không, giờ này không có, mình mua bịch sữa đậu nành bỏ vô cho nó giòn. Ngon vậy đó ha. Với 2-3 cái trứng vịt nữa. Bỏ thêm 3 cái trứng. Mình muốn màu đẹp thì mình mua thêm bột nghệ, mình pha bột nghệ vô. Chứ ở trong đây là... Trong đây là nó có bột nghệ sẵn. Giòn lại đây coi chị Thảo làm nè, để mốt lớn lên lấy chồng làm nha. Đi vô kêu chị, kêu anh Bin đập cho chị Thảo 3 cái hột vịt. Anh Bin ơi, chị đập cái hột vịt. 2 cái, 3 cái, có 2 cái. Ủa sao vớt cái mạng trên kìa? Tại vì thấy nhiều quá mình vớt cái mạng trên là nó béo. Ủa, vớt cái này vô gì? Một hồi chị bỏ đi. Mình bỏ từ từ nha, rồi mình pha coi tới đâu mà thấy bột nó vừa, mình ha thiếu nước ha bỏ vô thêm. Vừa là sao? Vừa là vừa để làm đỏ quá, lỏng lỏng ra. À quên nữa Năm ơi. Năm lấy giùm con cái đập cái cọng dây kẽm 5 gàng cái lọ ngoài giùm con cái. Nãy con lỡ làm bể rồi. Gàng lại đổ xong rồi về bữa mua cái mới. Dẻo à. Lấy cọng kẽm nghe Năm. Dẻo à. Tham gia hôm nay là có thêm cô Năm nữa. Nhà mọi người cô Năm được không có đổ bánh xèo rồi đó. Dẻo không đổ nữa. Chị Thảo với cô Năm đổ ai đổ ngon hơn? Thiệt không? Kìa mấy Năm nhìn kìa. Giá bộ nịnh hả? Đây đây là người nịnh nè mọi người. Ngước lên đây, ngước lên đây. Đó. Sô Yon ăn khoảng mấy cái bánh xèo Sô Yon? Đây là mình pha thêm cho màu nó đẹp. Sô Yon đang học nè. Sô Yon đang học nặng sau này lớn lên lấy chồng nặng làm cho chồng ăn. Thích đi kìa, thích thú rồi đó. Tới thời của Sô Yon. Bên kia con nấu nước nặng trụng thịt đó nghe Năm. Trụng nó dễ sắc hơn nè. Ê, nghe đỏ. Vậy là kẹo quá không?
kẹo chưa còn lỏng nữa. Nhưng mà mình phải làm từ từ để mình đổ nhiều quá nó. Con nhỏ đó nó nằm còn lấy cái gì nữa. Cái dao nhỏ. Sau khi học được 5 phút thì bây giờ em giòn khát nước. Đắp mặt nạ hả Giòn? Này là đắp mặt nạ cho đẹp da nè. Vậy là ăn được chưa Giòn? Chưa. Nó quẩy nhiều nữa rồi. Rồi đằng kia thì bạn Bin đang đánh trứng. Đem đây nè Bin. Rồi, đổ vô được rồi đó. Rồi, đổ vô đại đi. Trời ơi, mà đẹp sắc luôn. Rồi, bữa này rồi bây giờ tới con đánh này nè. Đánh cái da cho chị nè. Chưa khoan khoan. Nè, con tán cái này cho đều ra dùm chị nha. Tán một nghệ ha. Này nè, đánh đi. Đánh vừa muỗng cái. Đó, đánh lại đi, đánh lại vô đi. Đâu có gì đâu, đánh lại chung vô. Ngày bữa nữa mình làm cơm gà cho bà nội ăn. Mình sẽ làm món cơm gà. Dầu mình phải dán tán nha. Quay. Dưới đây. Sao? Mốt có chồng sao? Hả? Mấy cưng mới nói gì? Mấy có chồng đang lớn lên làm đó, phải không? Chồng ăn. Rồi có cho chị ăn không? Có luôn hả? Chồng ăn trước rồi chị ăn sao phải không? Không. Chị ăn trước, chồng ăn sao? Ờ vậy là tốt. Em suy vô người ta đi học rồi chứ bộ. Ủa rồi mình có bỏ hạt niêm gì không Thảo? Có, bỏ niêm muối với bột ngọt vô cho nó bột nó mặn mặn. Không cần bỏ đường hả? Không, bỏ đường chiên vô nó khác. Rồi mình có cần chờ bao lâu không hay là xong là chiên liền? Chờ 10 phút cho bột nó nở thì trong 10 phút đó là mình sẽ đi sắc thịt rồi ha. Sắc thịt, xào tép, xào thịt, xào nhân. Xào nhân. Xào nhân cho bé quậy ăn. Lấy hai cọng không và bỏ hành vô thêm. Ở trong đây người ta có hành rồi nhưng mà mình vẫn phải bỏ vô thêm. Wow, nhiều hành quá, ngon quá. Đẹp, bút cho chị nè. Bút cho chị nè, không đi. Rồi bây giờ tiến hành đổ bánh xèo nha mọi người. Vừa rồi thì có đổ nháp một cái rồi, giờ mấy em bu lại để ăn bánh xèo luôn. Thường là mấy cái đầu tiên là mấy em hớn hở lắm. Ủa không đem ra ngoài lấy cái dĩa để cho ngoại ăn. Giờ đổ hai cái đầu tiên cho bà ngoại nha. Thank you.
rồi đổ bột vô trước ha. Nay mình bày ra ngoài sân nè mọi người, vui lắm, buổi chiều mát mẻ. Trước kia là mình làm bột á, mình muốn ăn bánh xèo ha là mình phải ngâm gạo rồi mình mới bỏ vô cái cối mình xay, là muốn làm bánh là coi như phải cả ngày á. Bây giờ là có bột pha sẵn rồi, chỉ cần pha khoảng 15 phút là dùng được. Đây là đội hành này, nãy giờ là đổ tới đâu là ăn tới đó, chưa có dư được cái nào hết. Đúng không John? Có dư cái nào không? Rồi, đã hoàn thành được thêm một em bánh. Bánh xèo, đây là cái rìa nè. Quá giòn luôn. Này là cũng do cái chảo đó mọi người. Cái chảo này mình để dành chiên không là nó mới không có dính. Chứ còn cái chảo mà mình vừa chiên vừa xào là nó dính. Đem vô cho ngoại ăn trước một cái đây. Lấy rau với nước mắm luôn. Có một con chuột con nó đang ngồi đây nó đợi nữa nè. Mình lấy cái dĩa nhỏ để rau với để nước mắm để cúng. Đi múc nước đi John. Để đâu ra đầu lá chuối ngủ không? Ngon không? Thank you.
dứt ra một miếng lấy thịt đó, dứt ra thịt xong chiên cho cha vài cái. Rồi cảm nhận thế nào vô? Dạ. Nãy giờ không có dư cái nào luôn. Ôi ôi, nãy giờ tội nghiệp bà chủ nè, bà chủ thợ, bà chiên nãy giờ bà chưa có dùng được cái nào luôn, rồi mình nãy giờ quay phim cũng chưa được luôn. Bán đắt quá. Nịnh. Đi, chị đang làm, chị quấn một đi ra nè nấu. Chưa được một phút nữa là đã hết cái bánh rồi đấy mọi người. Trong đây, trong cái bánh này là nhân này là có tép gông nữa nè mọi người, tôi gọi là tép ruộng á. Tép gông, tép ruộng á. Có người ta gọi là tép bầu nữa. Tùy mỗi vùng khác nhau. Nhưng mà tép đó bây giờ khó kiếm. Quá. Theo là mình phải pha tép vô trong bụng á. Thấm luôn ha. Tại cho có tép nó thấm mà nó ngon thôi, nhưng mà sợ mình pha vô rồi một hồi á mình mấy cái đầu nó có tép, mấy cái sau nó không có. Đây mình phải ghi chiên nhân riêng. Cái đó mình để là ghìa đó hả? Cho cái ghìa nó giòn phải không? Cái ghìa nó giòn. Ồ đây nè, cái ghìa kìa nó bung ra luôn kìa. Nó teo rồi, lát kịp bắt được con tép gông. Ở dưới đó. Không. Hồ quả đó nó dớt rồi, nó dớt nước lên á. Tôi cái tự nhiên gặp con tép gông. Nó nhảy gì đâu mất kìa. Chị có kinh nghiệm chiên bánh xèo lâu chưa chị? Kinh nghiệm hả? Mới chiên lần đầu. Lần đầu tiên. Hay vậy? Con nước đâu kỳ vậy? Ồ, gió nó qua hướng bên đây. Nãy có đứa nào vớt nước máy không? Cái nước này uống là kỳ cục này, nước máy gì nè. Ai ai có nước này ạ? À? Ở đâu vậy? Nước mưa. Sao kỳ vậy ta? Nước mưa gì kỳ cục. Ủa, giờ nước máy rồi, nước mưa máy á. Nước ngon hơn á. Uống nước mưa máy. Rồi ai làm để chén cho tôi gì chẳng hạn. Mấy em khó ăn giòn quá nhưng mình sẽ chiên cho thịt rồi. Ủa sao hai nước chỉ khác nhau vậy? Cái nước. Bánh xèo là có người thích ăn rìa, đa số thích ăn rìa, cái giòn. Còn những người ta biết thưởng thức thì người ta lại chọn ăn ở phía đây nè, phía giữa. Không. Tuyệt vời. Thôi cho mấy em ăn thêm cái nữa đi. Mấy em ăn thêm cái cho đã đời đi. Cái đó mấy em ăn đi rồi cái tiếp theo cho bà ngoại ha. Em lấy cái cà mồ. Nè. Đây là thánh ăn. Thánh ăn rì à. Ăn đó, đây là cách ăn bánh của Doan đấy mọi người. Ai chỉ Doan ăn bánh vậy Doan? Ai chỉ Doan cách ăn bánh nè? Tự biết hả? Ngon không? Ngon không? Ngon không Kiệt? Không có trắng gì hết trơn hả? Ăn bánh vậy hả? Đợt hổm là dẫn mấy em mà đi ăn bánh, hình như ăn ăn bánh ở quán á. Hình như ăn 8 cái phải không? Ăn hai mẹ con nhà kia đổ không kịp luôn. Lý do là biết sao không? Không có ăn rau gì hết trơn á. Ăn toàn là bánh không à. Để chúc anh Kiệt chạy ra kiếm quốc chi nha anh Kiệt. Chạy xe đạp ra kiếm quốc chi. Thấy ghê quá là dùng hết luôn hả? Thấy tiêu diệt đó. Mấy em ăn là không cần rau gì hết. Gá quá đó, nó ngon, quấn vô ăn ngon. Này đắng chết vậy. Nhưng mà nó ngon. Cái đó ăn được. Nãy mình có hái vậy em không ăn được nha. Mình có hái rau lá cách. Em không ăn. Với ở nhà thì có sẵn nãy rau giúp cá mà. Rồi sau một buổi đổ bánh và các em cũng đã xử lý no nê rồi thì bây giờ mình xin tạm dừng video clip tại đây nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người.